Cầu Trà Bồng là một trong số những cây cầu trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra tình trạng thấm nước trong đợt mưa mới đây. Những dấu tích về tình trạng thấm nước vẫn hiện diện khắp nơi. Theo thiết kế, toàn bộ nước ở bề mặt cầu sẽ được hệ thống đường ống dẫn xuống gầm cầu. Tuy nhiên, dù có đường ống nhưng mỗi khi trời mưa, nước thấm dột từ mặt cầu xuống đất như nhà dột. Trên mặt cầu cái sao số này là hai bên cầu là nó vẫn còn nhôm nhở, chưa xong. Và giữa cầu thì nó có rỉ nước xuống. Thậm chí chả nước mà ngó lên thấy trống. Thì người dân chúng tôi thì hiểu vậy thôi. Nhưng mà công trình của nhà nước tiền bạc rất là lớn. Mà công trình này là quan trọng điểm lớn của nhà nước. Thì tôi cũng mong mỏi là công trình này bằng thi công cũng như bên gói thầu phải thực hiện nghiêm túc. Sau đợt mưa gần nhất, hầu hết các cầu trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang vận hành khai thác xảy ra tình trạng thấm nước. Trong đó, đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ khai thác 14 tháng có 21 cầu, đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi khai thác được gần 2 tháng có gần 10 cầu hầm chui xảy ra hiện tượng thấm nước. Trong đó, các cây cầu quan trọng như cầu Trà Khúc, cầu Trà Bồng và nhiều hầm chui dân sinh xảy ra hiện tượng này, kéo theo là tình trạng nứt vỡ đe dọa trực tiếp đến chất lượng toàn dự án. Liên quan đến cái hạng mục này thì qua kiểm tra chi tiết các cái kết cấu thoát nước, chủ yếu liên quan đến cái hệ thống thoát nước thì cũng chỉ ra được một số các cái chi tiết mà chưa được nhà thầu thi công hoàn thành. Trong báo cáo đến Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC thừa nhận, tình trạng thấm nước tại dự án là do việc thi công chưa đảm bảo và đúng theo thiết kế. Nhiều vị trí dù đưa vào vận hành nhưng nhà thầu vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến tình trạng hư hỏng này. Đến đây nhà thầu làm lỗi chỗ, cho nên chỗ yếu nó hỏng trước, rồi chỗ tốt nó hỏng sau, nó không bảo đảm thời gian quy định. Thứ hai là anh tư vấn giám sát, mà nghe nó có cả tư vấn giám sát nước ngoài nữa. Anh du di với người thi công, anh thông đồng hay thế nào đó, cho nên là anh cho họ làm không đạt, nhưng mà anh vẫn cho là đạt, cho nên cuối cùng nó hỏng. Điều đáng nói là tình trạng thấm nước tại hàng loạt cây cầu không được những đơn vị chức năng phát hiện, mà do người dân và báo chí phản ánh, thì VEC mới tiến hành kiểm tra và thừa nhận. Một dự án giao thông trọng điểm quốc gia, mức đầu tư mỗi km lên đến hơn 242 tỷ đồng. Thế mà, chỉ mới đi vào khai thác được 2 tháng, từ mặt đường đến cầu kiên cố đều xuất hiện hư hỏng. Đó thật sự là điều bất thường. Trên công trường sáng nay, 31 tháng 10, nhiều nhà thầu vẫn đang thi công những hạng mục đáng ra đã phải làm xong trước khi cho thông xe.